Hôm nay, Pikachu Review sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị tuổi teen vô cùng nổi tiếng khi vừa ra mắt, với sự tham gia của Megan Fox, một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất màn ảnh bạc. Bộ phim có tên gọi Thần Xác của Jennifer. Câu chuyện bắt đầu tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ, nhân vật chính là hai cô gái đang học trung học, Jennifer và Nikki. Trong khi Jennifer là một cô gái xinh đẹp, nằm trong đội cổ vũ và là hoa khôi của trường, thì Nikki chỉ là một cô nàng mọt sách với nhan sắc tầm thường. Cả trường cảm thấy kỳ lạ khi một người như Jennifer lại làm bạn với Nikki. Thế nhưng không ai biết rằng tình bạn của họ đã kéo dài từ khi cả hai còn bé. Vào một hôm, Jennifer rủ Nikki đi đến quán bar để xem một ban nhạc biểu diễn. Đó là một ban nhạc nổi tiếng ở thành phố. Mặc dù đã có hẹn trước với cậu bạn trai nhưng Nikki vẫn đồng ý. Tối hôm đó cô gái lên đổ để đi cùng người bạn thân, cậu bạn trai tên Chip, cho rằng Jennifer chỉ đang lợi dụng Nikki. Thế nhưng cô gái liền phản bác, bảo rằng tình bạn giữa bọn họ là thật. Hai cô gái sau đó đi đến quán bar, tại đây bọn họ gặp được ban nhạc gồm 5 người. Jennifer đã ngay lập tức phải lòng tên trưởng nhóm Nikolai, hắn ta nhìn thấy cô gái thì tỏ vẻ thèm muốn. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện với nhau, lợi dụng lúc Jennifer đi lấy đồ uống, Nikolai đã bàn với một tên trong nhóm, sẽ chọn Jennifer làm mục tiêu cho tối nay. Nikki ở gần đó nghe thấy, cô gái tức giận liền đến mắng hắn ta một trận. Nikki sau đó đến cảnh báo Jennifer, thế nhưng cô bạn lúc này đã bị tên trưởng nhóm mê hoặc, không còn quan tâm người bạn thân nói gì. Một lúc sau, khi ban nhạc đang hát trên sân khấu, bỗng một ngọn lửa từ phía sau bùng lên, nó bắt đầu lan tỏa và bùng cháy dữ dội. Mọi người trong quán bar la hét bỏ chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nikki và Jennifer đã may mắn thoát được ra ngoài nhờ cửa sổ nhà vệ sinh. Cả hai chưa kịp hoàn hồn thì tên Nikolai xuất hiện. Hắn ta mời Jennifer đi lên xe cùng mình, mặc cho Nikki ngăn cản. Thế nhưng Jennifer vẫn quyết định đi cùng những gã lạ mặt. Bọn họ sau đó lên xe và rời đi, bỏ lại Nikki một mình. Cô gái buồn bã đi về nhà. Khuya hôm đó, trong lúc đang thuật lại câu chuyện cho cậu bạn trai, bỗng dưới nhà có tiếng chuông. Gia đình Nikki lúc này đều đi vắng. Cô gái một mình bước ra mở cửa, thế nhưng lại không có ai. Bất ngờ phía sau lưng một bóng đèn lướt ngang qua. Khi bước vào nhà thì cảm thấy có gì đó không ổn. Cô gái đi vào nhà bếp, bất ngờ Jennifer xuất hiện phía sau lưng. Trên người cô gái đầy máu, Nikki hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì. Jennifer liền tiến đến tủ lạnh và lấy thịt sống ăn ngấu nghiến. Cô gái sau đó phun ra thứ chất lỏng màu đen, nó có hình thù kỳ dị. Nikki vội vã chạy đến lấy điện thoại định báo cảnh sát thì liền bị Jennifer ngăn cản. Cô bạn sau đó rời đi không nói một lời. Ngày hôm sau, Nikki đến lớp trong tình trạng vô cùng lo lắng. Bỗng Jennifer xuất hiện vô cùng tươi tắn, những vết thương trên người đều đã biến mất. Nikki hỏi về chuyện hôm qua, thế nhưng cô bạn liền phủ nhận, cho rằng Nikki chỉ đang nằm mơ rồi tưởng tượng ra mọi thứ. Một lúc sau, ông thầy giáo bước vào lớp, ông ta bảo rằng vụ cháy tối qua đã khiến gần 10 người thiệt mạng. Trong lúc mọi người đang buồn bã, Jennifer lại tỏ vẻ như không có chuyện gì. Nikki sau đó đem chuyện này kể với Chip, cô gái chắc chắn rằng Jennifer đã đến nhà mình tối qua. Chính tay cô đã tự mình lau những vết máu đen trên sàn, không thể là mơ được. Chip nghe xong chỉ biết an ủi cô bạn gái, bảo Nikki đừng suy nghĩ quá nhiều, bọn họ không biết rằng Jennifer giờ đây đã trở thành một con người khác. Cô gái đợi khi các học sinh trong trường ra về gần hết, đã một mình đến gặp một anh chàng to con trong đội bóng, sau đó còn bắt đầu quyến rũ cậu ta bằng những lời lẽ lẳng lơ. Anh chàng ngay lập tức đã bị Jennifer mê hoặc, cả hai sau đó đi vào trong rừng để làm chuyện ấy, trong lúc cậu thanh niên đang sung sướng. Bất ngờ bị Jennifer đẩy ra, cậu ta chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng gương mặt cô gái biến đổi, lao đến cắn chết cậu thanh niên xấu số. Tiếng la hét thất thanh vang đến tai ông thầy giáo trong trường. Ông ta đi đến kiểm tra thì kinh hãi khi thấy xác cậu thanh niên nằm đó, cả cơ thể đã bị ăn gần hết. Sự việc nhanh chóng được cảnh sát điều tra, bọn họ khoanh vùng truy tìm hung thủ, xác định có một tên sát nhân biến thái đang trốn trong thị trấn. Không ai nghĩ rằng hung thủ lại chính là cô nàng Jennifer xinh đẹp. Buổi tối hôm đó, Jennifer gọi điện cho cô bạn thân Nikki. Cô gái bảo rằng mình đang cảm thấy tràn trề sinh lực, có thể làm được tất cả mọi thứ. Bản thân như là chúa trời, Jennifer sau đó dùng quạt lửa đốt cháy lưỡi của mình, thế nhưng nó ngay lập tức lành lại nhanh chóng. Nghe những lời nói khó hiểu từ Jennifer, Nikki không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn của mình. Ngày hôm sau, Nikki đi đến lớp thì thấy Jennifer, gương mặt cô gái lúc này trông rất đờ đẫn và thiếu sức sống. Jennifer bảo rằng mình cần phải tiếp thêm năng lượng, lúc này có một cậu bạn tên Colin đến bắt chuyện. Jennifer lại giở trò cũ, dùng sức hút của mình để rủ cậu ta cùng đi xem phim vào tối nay. Colin từ lâu đã thích thầm Jennifer. Nghe thấy những lời đó thì rất hào hứng liền đồng ý, cậu ta không biết thứ kinh khủng đang chờ mình phía trước. Buổi tối hôm đó, Colin đi đến chỗ hẹn mà Jennifer đã gửi, không phải ra phim mà là một khu nhà hoang không một bóng người. Cậu ta cảm thấy hơi lo lắng, bước vào một ngôi nhà thì bắt gặp Jennifer. Cô gái nở một nụ cười và ngay lập tức tiến đến gần gũi. Bỗng Colin phát hiện đôi mắt của Jennifer biến đổi, cậu ta sợ hãi, định bỏ chạy nhưng liền bị cô gái đè xuống. Jennifer bắt đầu lộ bộ mặt thật, là một con quái vật kinh tởm. Cô ta há miệng và ăn ngấu nghiến cậu bạn tội nghiệp, mặc cho cậu ta la hét trong bất lực.
Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Jennifer đi đến nhà của Nicky. Cô ta bắt đầu kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ đêm xảy ra vụ cháy. Sau khi bị đưa lên xe của những tên đàn ông trong ban nhạc, cô gái phát hiện bọn chúng không phải những kẻ hiếp dâm bình thường, mà có một âm mưu đen tối hơn nhiều. Trên xe có những đồ vật liên quan đến Thiên Chúa và quỷ Satan. Tên trưởng nhóm Nikolai sau đó lái xe đến một thác nước khổng lồ trong khu rừng. Bọn chúng trói Jennifer lại và bắt đầu thực hiện nghi thức cổ xưa. Thì ra những tên này thuộc giáo phái của quỷ Satan. Bọn chúng muốn hiến tế một thiếu nữ còn trinh để giúp bản thân được giàu có. Jennifer la hét cầu cứu, cô gái xin bọn chúng tha mạng. Thế nhưng tên Nikolai không hề quan tâm, hắn dùng dao giết chết Jennifer, sau đó ném hung khí xuống dòng thác để tiêu hủy chứng cứ. Tưởng rằng đã giết được Jennifer, thế nhưng cô gái không chết mà cơ thể còn trở nên mạnh mẽ hơn. Những vết thương dù nặng thế nào cũng hồi phục nhanh chóng. Thế nhưng để duy trì sức mạnh và vẻ đẹp của mình, Jennifer phải ăn thịt và uống máu những cậu trai trẻ. Nicky nghe xong câu chuyện thì vô cùng sợ hãi. Cô gái ngày hôm sau đã vào thư viện trường để điều tra. Lúc này Nicky mới nhận ra, nghi lễ của đám thanh niên kia đã hoàn toàn thất bại. Bọn chúng không biết rằng Jennifer đã không còn là trinh nữ từ khi còn học trung học. Do nghi thức thất bại, nên một linh hồn tà ác đã nhập vào người của Jennifer và điều khiển cô ấy. Cách duy nhất để giết chết con quỷ này chính là đâm một nhát chí mạng vào tim của nó. Nicky sau đó mang chuyện này kể cho Chip. Cô hoang mang không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của Jennifer. Chip nghi ngờ những lời cô bạn gái vừa kể. Cậu ta cho rằng Nicky chỉ đang làm quá vấn đề. Buổi tối hôm đó, trường có tổ chức một buổi dạ hội khiêu vũ. Chip vui vẻ diện đồ để đi đến đó. Vì lo lắng cho con trai nên mẹ của Chip đã đưa cho cậu một chai xịt hơi cay để đề phòng. Cậu sau đó đã một mình đi đến trường vào ban đêm. Trên đường đi bỗng gặp được Jennifer. Cô ta bắt đầu chiêu quyến rũ, dụ cậu ta đi đến một ngôi nhà hoang gần đó. Trong lúc ấy Nicky đang ở buổi dạ hội, cô gái lo lắng vì không thấy Chip xuất hiện nên đã chạy đến nhà cậu ta để hỏi. Biết rằng lành ít dữ nhiều, Nicky vội vã chạy đi tìm cậu bạn trai. Tìm thấy vết tích của hai người trên bãi cỏ, Nicky vội vã đuổi theo đến ngôi nhà hoang. Tại đây cô phát hiện Chip đang bị Jennifer hút máu dưới hồ bơi. Nicky không suy nghĩ liền lao xuống đó để cứu cậu bạn trai. Cô gái sau đó chụp lấy chai xịt hơi cay và xịt vào mặt Jennifer. Cô ta la hét phun ra thứ chất lỏng màu đen. Sau đó từ từ bay lên không trung, Nicky sợ hãi liền dìu Chip định bỏ chạy. Jennifer bước đến đứng đối diện cô bạn thân. Cô ta bảo rằng mình sẽ ăn thịt cả hai, vừa định lao đến thì bất ngờ bị Chip dùng thanh sắt đâm xuyên qua bụng. Jennifer đau đớn rút nó ra rồi nhanh chóng bỏ đi mất. Nicky định mang cậu bạn trai đến bệnh viện, thế nhưng vết thương quá nặng khiến cậu ta chỉ kịp hấp hối vài lời, sau đó tắt thở. Nicky sau đó buồn bã quay về nhà, cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô gái quyết định sẽ tự mình trả thù cho cậu bạn trai. Nicky sau đó đã đến nhà của Jennifer. Cô gái xông vào từ cửa sổ, lao đến tấn công cô bạn thân. Jennifer không hề lo lắng liền cắn vào cổ Nicky một phát. Cả hai sau đó bay lên không trung. Trong lúc đang giằng co, Nicky đã chụp lấy sợi dây chuyền trên cổ Jennifer và ném nó đi. Đó là món quà mà giữa cô và người bạn thân. Nhìn thấy quyết tâm của Nicky, Jennifer quyết định buông bỏ. Nicky chớp lấy thời cơ liền dùng con dao dọc giấy đâm một nhát xuyên qua tim của Jennifer. Cô gái nhìn người bạn của mình lần cuối rồi cũng tắt thở. Lúc này mẹ của Jennifer bước vào phòng, bà ta nhìn thấy cảnh tượng trên thì vô cùng kinh hãi. Nicky sau đó đã bị bắt vì tội giết người. Cô gái được đưa vào một trại tâm thần để sống ngước phần đời còn lại. Thế nhưng không ai biết rằng, vết cắn của Jennifer lên của Nicky đã khiến linh hồn tà ác chuyển sang người của cô gái. Giờ đây Nicky cũng sở hữu sức mạnh và khả năng hồi phục như người bạn thân của mình. Cô gái dùng chân đá nát buồng giam, sau đó tự mình phá rào sắt trốn thoát khỏi đó. Cuối phim, Nicky tìm thấy con dao gây án của đám thanh niên bên dòng suối. Cô gái quyết định sẽ khiến bọn chúng hối hận vì những gì đã gây ra cho bạn của mình. Kết cục của đám thanh niên ban nhạc, người xem hãy tự suy đoán nhé. Bộ phim đến đây là hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại vào những bộ phim kế tiếp.